sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Lọt top bán chạy nhất 2 tháng cuối năm 2019, VinFast Fadil đã vượt qua những đàn anh nào trong phân khúc xe A? Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast chính thức công bố số liệu bán hàng tổng hợp của năm 2019. Theo đó, đã có tổng cộng hơn 17.000 ô tô và 50.000 xe máy điện VinFast được khách hàng đặt mua. Trong đó, tổng đơn hàng VinFast nhận được cho cả 3 mẫu xe Fadil, Lux A2.0 Sedan và Lux SA2.0 SUV là 17.214 chiếc xe, trong đó đã sản xuất được 15.300 chiếc. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc VinFast cho biết, trong 10.000 đơn hàng đầu tiên từ cuối 2018 đến trước khi có xe chính thức xuất xưởng, tỷ lệ đơn đặt hàng của cả 3 mẫu ô tô là tương đương nhau. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì Fadil đang là mẫu xe bán chạy nhất. Trong 2 tháng cuối năm 2019, doanh số bán ra của Fadil đã đạt 3.271 xe, nằm trong top dẫn đầu phân khúc hạng A. VinFast Fadil đã vượt qua những đàn anh nào trong phân khúc xe hạng A trong 2 tháng cuối năm 2019? Đứng vị trí thứ nhất, Hyundai Grand i10, doanh số 3.701 xe, giá bán 315-415 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2020 bản 1.0 lít sử dụng động cơ Kappa 1.0 LPGI với 3 xi lanh thẳng hàng, 12 van DOHC, INCVVT cho công suất 66 mã lực tại 5.500 vòng trên phút. Còn Hyundai Grand i10 1.2 lít sử dụng động cơ Kappa 1.2 MPI với 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, INCVVT sản sinh công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Hyundai Grand i10 có hai sự lựa chọn, hộp số 4AT hoặc 5MT cùng với hệ chuyển động 2WD. Đứng ở vị trí thứ hai là VinFast Fadil, doanh số 3.271 xe, giá bán 394-423 triệu đồng. Dòng xe ô tô cỡ nhỏ thương hiệu Việt VinFast Fadil 2019 được bán tại Việt Nam với hai phiên bản là Fadil tiêu chuẩn và Fadil cùng trang bị động cơ xăng 1.4 lít, hộp số vô cấp CVT. Vị trí thứ 3 là Kia Morning, doanh số 1.213 xe, giá bán 299-355 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của Kia Morning đều sử dụng động cơ xăng Kappa 1.25 lít DOHC cho công suất tối đa 86 mã lực, mô men xoắn cực đại 120 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động cầu trước cùng hai tùy chọn hộp số, gồm số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Vị trí thứ 3 là Toyota Wego, doanh số 795 xe, giá bán 345-405 triệu đồng. Toyota Wego được trang bị khối động cơ xăng 1.2 lít, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 108 Nm ở giải vòng cua 4.200 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Vị trí thứ 5 là Honda Brio, doanh số 708 xe, giá bán 418-452 triệu đồng. Động cơ xe Honda Brio là loại xăng 1.2 lít SOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, công nghệ IVTEC cộng với DBW. Dung tích xi lanh 1.199cc, công suất tối đa là 89 HP trên 6.000 RPM, mô men xoắn tối đa là 110 Nm trên 4.800 RPM. Hộp số tự động CVT hoặc số sàn 5 cấp, tốc độ tối đa của xe đạt 180 km/h. Vị trí thứ 6 là Suzuki Celerio, doanh số 433 xe, giá bán 329-359 triệu đồng. Suzuki Celerio sử dụng động cơ mã K10B 3 xi lanh 12 van với trục cam đôi DOHC với dung tích 1.0 lít, công suất 67 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng trên phút. Theo Minh Ngọc, Nhịp Sống Kinh Tế, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.